Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Tô Chủ tịch vội vã tung bài ca tụng tổng trọng với mục đích gì? Ngày 22 tháng 7, blogger Trần Hiếu Trân có bài bình luận trên AFI Tiếng Việt Bài viết chạy tan cho Nguyễn Phú Trọng do Tô Đại tướng đứng tên Tác giả nhận định tiền đế vừa nằm xuống, ngự thi chưa nguội lạnh, sự ganh đua quyền bính đã lộ diện Bài viết chạy tan của Tô Lâm đã phải điều chỉnh thời điểm công bố đến 3 lần vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 7. Điều này có báo trước cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm tại hội nghị trung ương tới đây hay không? Tác giả cho biết, trưa ngày 18 tháng 7, truyền thông nhà nước Việt Nam lần đầu phá lệ, đồng loạt đăng thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của ông Trọng. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị phân công chủ trì công việc của đảng theo quy định. Chiều ngày 18 tháng 7, đảng quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho ông Trọng và đây là hình bài trên blog AFA. Tác giả cho rằng bài báo do Tô Đại Tướng, Chủ tịch nước đứng tên, đề cập bên trên được hầu hết các báo lề đảng đăng toàn văn ngày 19 tháng 7 là một biệt lệ chứa nhiều hàm ý. Trước hết, thời điểm công bố lần đầu bài viết này là hoàn toàn đi ngược lại điều chính của Nghị định số 105, quy định chi tiết về vấn đề quốc tang. Theo đó, khi chưa có thông báo chính thức của ban tổ chức lễ tang, các phương tiện thông tin đại chúng chỉ được đưa tin vắng về việc từ trần. Sau khi thành lập ban tổ chức lễ tang và việc tổ chức lễ tang được chính thức công bố, các phương tiện thông tin đại chúng mới được đưa tin buồn, đăng bài viết giới thiệu về người đã khuất. Tác giả cho hay, sau những cuộc họp kéo dài trong 2 ngày, 18 và 19 tháng 7 của Bộ Chính trị và các lãnh đạo chủ chốt để bàn về lễ tang, Tô Đại Tướng quyết định đăng bài viết sớm để khẳng định bản thân mình mới đúng là truyền nhân của Tổng Bí Thư. Nhưng ngay hôm sau, Tô Chủ tịch cũng phải điều chỉnh thời điểm công bố bài viết, tạp chí Cộng sản lấy ngày 20 tháng 7, trang mạng chính phủ đăng lùi tiếp đến ngày 21 tháng 7 cho đúng với tinh thần của nghị định số 105. Và đây là hình Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết hầu như không có một chút thông tin gì mới mẻ và đặc sắc, chỉ sao chép lại một cách đại cương nhất có thể về một số luận điểm của Cố Tổng Bí thư, lý thuyết gia Marxist cuối cùng từng kiên định với chủ nghĩa và nay mang tất cả các chủ nghĩa trống rỗng ấy xuống lòng đất. Nhưng việc đại cương hóa một học thuyết đã bị lịch sử vứt vào sọt rác, trở triều thai lại là lá bùa hộ mệnh của chủ tịch nước đang rất cần để làm phương tiện tiệm cận đến cái đích cuối cùng là chiếc ghế tổng bí thư. Tác giả cho rằng, ông Tô Lâm nhắc đi nhắc lại nhiều lần về mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân của đảng cai trị, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân. Nếu thật lòng Tô Đại Tướng đau đáo những vấn đề như vậy, thì thật là hồng phúc cho nước Việt. Giờ là lúc, với tư cách là người muốn tiếp quản quyền lực trên mọi phương diện, mong Tô Đại Tướng nói đi đôi với làm. Việc Tô Lâm không nhấn nhá đến công cuộc đốt lò của ông Trọng, hẳn không phải là sự vô tình hay lãng quên cố ý chăng. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhấn mạnh trong các cao trào đã hổ diệt rồi mà ông Trọng sao chép từ Trung Quốc về, Nói cho cùng, suốt thời gian làm bộ trưởng công an, ông Tô Lâm cũng chỉ là phương tiện trong tay tổng bí thư. Và rồi, chắc Tô Lâm đã giác ngộ ra một điều, tất cả những tinh hoa tổng trọng ươm trọng thật ra chỉ là những khúc củi mục không hơn không kém. Như vậy, bản thân ông cũng đã có công lớn trong việc đưa bày sâu bự ấy vào lò. Nay là lúc sẽ bước vào kỷ nguyên làm chủ cuộc chơi, Tô Lâm cần những mục tiêu xa hơn so với việc chỉ giành lấy quyền bính cho bản thân và phe cánh. Từ bài viết chạy tan nói trên, giới tinh qua trong nước cũng như bạn bè quốc tế kỳ vọng, Tô Lâm không lần theo lối mòn. Đột phá của ông phải chăng là giảm nhiệt đốt lò, giới hạn nhà tù và còng số 8, chú một văn hóa chính trị và thế cân bằng về đối ngoại nhiều hơn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Chủ tịch vội vã tung bài viết ca tụng tổng trọng với mục đích gì? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khoảng trống quyền lực hậu Nguyễn Phú Trọng Ngày 21 tháng 7, một điểm tuần báo của AFI tiếng Việt cho hay Việt Nam khoảng trống quyền lực nguy hiểm sau thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình điểm tuần báo của AFI. AFI cho biết đây là nhận định của tuần báo Pháp Courier International về sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày thứ Sáu 19 tháng 7 ở tuổi 80, để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong đời sống chính trị Việt Nam. AFI dẫn tờ báo tiếng Pháp trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam Li Courier du Việt Nam. Theo đó, một ngày trước khi ông Trọng qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra thông cáo cho biết Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạm thời điều hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị để có thể tập trung điều trị tích cực cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Chính trị trao cho ông Trọng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tờ báo mạng Asian Sentinel có trụ sở tại Hồng Kông nói thêm rằng huân chương này thường chỉ để truy tặng. Theo AFI, thứ Sáu ngày 19 tháng 7, Asian Sentinel cũng là tờ báo ngoại quốc đầu tiên loan tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời trước khi báo chí nhà nước nhìn nhận cơ quan truyền thông này nhận xét, sau khi đẩy lui được một số đối thủ trước đại hội đảng năm 2016 và dù bị đột quỵ vào giữa năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nắm trọn quyền hành cho đến những tháng gần đây. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. AFI cũng cho biết, tạp chí tin tức quốc tế của Mỹ, The Diplomat, nhắc lại rằng, hồi tháng Giêng, ông Trọng đã không thể gặp Thủ tướng Lào và Tổng thống Indonesia. Việc Tổng Bí thư không xuất hiện công khai khiến người ta đồng đoán sức khỏe của ông diễn biến xấu. Năm 2023, Nguyễn Phú Trọng đã phải hủy chuyến công du Hoa Kỳ. Theo Asian Sentinel, vào mùa xuân đã có những tin tức là ông trọng làm việc trong một phòng dành riêng của khu hồi sức ở bệnh viện quân đội 108 Hà Nội. Ông thường qua đêm ở đó trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp. Vẫn theo AFI ngày 20 tháng 6, khi Putin đến Hà Nội, một tấm ảnh của tờ báo Nga Sputnik News cho thấy Tổng bí thư phải ngồi dựa hẳn vào ghế mà tờ báo Nhật Nikkei Asian cho rằng có thể do tác dụng phụ của thuốc. Báo chí Việt Nam không nói gì về tình trạng này. AFI dẫn tờ Nikkei Asian cho rằng từ nay đấu tranh quyền lực trong đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hai nhà nghiên cứu Việt Nam trong một bài viết đăng trên web Singapore Full Chrome khẳng định ông Trọng qua đời sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề cho tương lai chính trị Việt Nam với cuộc khủng hoảng kế nhiệm và đây là hình Tô Lâm, người được chỉ định điều hành công việc của đảng, thầy ông Trọng. AFI nhắc lại, lên làm tổng bí thư từ năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng có quyền lực chưa từng thấy trong gần 15 năm qua. Và một trong những lý do là ông không hề có tài tiếng gì. Đặc biệt, ông tung ra chiến dịch chống tham nhũng được mệnh danh là đốt lò, khiến hàng ngàn quan chức bị bắt hoặc cách chức, kể cả những nhà lãnh đạo cao cấp. Này ông Trọng mất đi, để lại một khoảng trống lớn. AFI cho biết thêm, nhiệm kỳ tổng bí thư của ông còn kéo dài đến năm 2026, tức đại hội đảng lần tới. Trang mạng Fulcrum của Singapore tự hỏi, từ nay cho tới lúc đó, Chủ tịch nước Tô Lâm có tạm thời kiêm nhiệm hay Bộ Chính trị sẽ bầu ra một tổng bí thư mới không? Ông Tô Lâm vốn là Bộ trưởng Công an, cho đến tháng 5 đã đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng và chiến dịch này giúp ông có cơ hội loại bỏ các đối thủ trong cuộc đua thay thế ông Trọng theo trang The Diplomat. Theo đó, Tô Lâm lên thay ông Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức hồi tháng 3 với cáo buộc vi phạm các quy định của đảng. Một tháng sau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng phải từ chức tương tự. Tờ Asian Sentinel nhận định, bây giờ chỉ còn mỗi một chứ ngại vật trên con đường trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khoảng trống quyền lực Hậu Nguyễn Phú Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.